Chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình review cái chai glucosamine này để cô chú anh chị xem hàng thật hàng giả nha. Chai này mình vừa đi mua trong Costco ra thôi. Mua hồi bữa 25 tháng 6 2023. Dưới đáy này HDPE Seco. Lúc trước thì mình có cái hộp Seco này mà nó mất thời gian, sau nó quay lại thì nó thấy nó để là cái mẫu mới nhất là của nó là tháng 9 2025. Xem kỹ mọi người, đây là mặt trước của nó, cái bóng, cái dải bóng, cái tem rất là bóng và đẹp mượt. Mình dặn cái trong coi, mình mới ký tên là trong nè, có cái seal của nó nè đó, mình chữ ký của mình để mình gửi về Việt Nam đó. Có cô kia ông ở Bảo Lộc cũng đặt hàng hũ đây, cái nó có ba cháu nha, một cháu, hai cháu, ba cháu để mình cầm, mình mở lên đó, mở lên để mình dễ mở ra. Đây phải trong cái nắp nè, nhìn kỹ nha mọi người, sau là phải soi kỹ luôn từ chi tiết nhỏ nha, để tránh mua hàng giả nha, tiền mất tật mang. Đây có hàng chữ phía trong, có nằm mấy cái dấu chấm đỏ 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 đó, đó. Nhìn kỹ nha mọi người. Nắp này phía trong này, cái nhựa nó rất là bóng và đẹp, để mở trong bên này. Đó. Để trong cái đá sử dụng đó nè. Thì cảm ơn mọi người. 2025 của Seco nó 2 chấm gạch. Đó, ký hiệu là Seco HDPE. Sự kỹ nha mọi người, để tránh mua tiền mất tật mang nha. Nên mình lâu quá mình không có lên clip, mấy tháng nay mình không có lên clip, không có thời gian rảnh. Để đầu mùa hè vô mình bận nhiều lắm, mùa đông thì mình rảnh, mình có thời gian mình làm clip này clip kia. Đây là cái địa chỉ cái đó này, Costco đó. Rất là rõ phía sau. Địa chỉ này sản xuất ở Seattle, Washington. Trang web là www.costco.com. Mỗi một ngày 2 viên nó đẹp với sao nè. Công dụng nó chữa đau khớp, nhức khớp, bổ sung sụn khớp. Ở Việt Nam thì lọ này hàng giả nhiều đó nha mọi người. Mua phải biết nguồn gốc xuất xứ nó đâu, chứ tránh mua hàng giả nha, thà là mua hàng của công ty của Việt Nam mình uống, chứ mua hàng giả mà uống vô nó không có tác dụng gì mà nó hại sức khỏe mình nữa đó. Ok, mình để cái nắp lại đây.